Rồi, xin chào các bạn. Chúc các bạn có một cuối tuần vui vẻ, bên hạnh phúc bên gia đình nha, và một cái thời gian thư giãn. Hôm nay Michael chia sẻ với các bạn hai cái tin nóng nhất, coi như là nói chung là cũng bổ sung thêm. Cái thứ nhất là xưởng xe VinFast hay bên North Carolina, họ vì thủ tục cho nên họ đẩy lại cho hai tới năm 2025 thì mới bắt đầu là sản xuất xe, thay vì tháng 7 2024 họ muốn đẩy ra, lý do là như vậy. Chứ còn thật sự mà nói là tháng 7 thì cũng quá gấp rút để mà tạo làm thành một cái xưởng sản xuất xe đó các bạn ha. Cho nên họ đẩy ra thêm coi như là bao nhiêu tháng nữa cho tới cuối đầu coi như là 2025 thì họ sẽ bắt đầu sản xuất xe. Lúc đó là lúc đó thì là mới được khấu trừ cái 7.500, lại lúc đó là những xe VF8 thì VF9 mới được chính thức khấu trừ bởi chính phủ Biden đã ký cái luật là xe điện sản xuất ở Bắc Mỹ. Đó thì mày cũng muốn chia sẻ đây, thì các bạn nếu mà vô trong cái website của thuế IRS thì các bạn sẽ thấy xe VinFast nó nằm trong đó, là một trong những cái qualified car để mà làm trên Bắc Mỹ 2024 trở lên, 2024 25 lúc mà sản xuất xe đó mình sẽ được khấu trừ. Thì lúc đó các bạn có thể dùng cái tax credit đó để mà khấu trừ. Cái đó là một cái lợi ích cho những người đi làm ở Mỹ ha các bạn ha. Các bạn chạy chạy xe điện, nhất là các bạn sống ở bên California thì là một cái tiểu bang họ hoan nghênh những người chủ xe điện, có những cái benefit, những cái ưu đãi về xe điện. Cho đó bên tiểu bang California họ đôi khi có thể cho thêm những khấu trừ 2.000 3.000 cho những cái EV, những xe điện. Rồi, cái thứ hai mà cũng chia sẻ đây là về cái lease chương trình mướn xe của US Bank đó, thì mời các bạn theo dõi, Michael sẽ chia sẻ ngay sau đây. Here are the keys to your VF8. It was so incredible to see our customers' faces when they finally got their hands on their keys. Thanks, VinFast. Wow, that is very privileged and very excited. I love my new VF8. All our teams took a big part today to help secure not only gifts for our customers, food for our customers. We had our delivery team cleaning, detailing the cars, getting them ready, charging up their cars so they have a flawless experience. And I have to say that everybody has been so wonderful. So far, everyone here has been great. And here it is. It's my new VinFast. I'll take it home tonight and I'll enjoy it. Hey, Joe's the City Edition. I love it. Keep going, VinFast. I am so happy to say that VinFast cars are officially on the road in the U.S. Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay Michael chia sẻ với các bạn là cái guide. Hôm nay Michael chia sẻ với các bạn một số tin tức về US Bank, cái nhà băng cho mượn tiền để mà những người họ lease, cái chương trình lease xe đó các bạn ha. Thì ở đây các bạn có thể thấy được nó là cái gói cái gói mà mấy người mua xe họ có thể chọn từ là chạy 7.500 mai cho một năm, hoặc là 10.000 mai, hoặc là 12.000 mai, 15.000 mai. Do đó cái tiền hàng tháng nó có thể chênh lệch từ 274 đồng lên tới cộng thuế nha, 274 đồng là VinFirst cộng thuế
hoặc là 399 đồng cộng thuế ha các bạn ha. Thì Michael sẽ lược sơ vào những cái điểm mà thứ nhất những cái điểm của nhà băng họ cần những cái điều kiện gì và bạn có thể sau cái thời kỳ mướn xe 24 tháng thì bạn có cái sự lựa chọn là mua hoặc là không mua hoặc là trả xe như thế nào thì Michael sẽ chia sẻ ở đây với các bạn ha. Cái option số 1 đó và option số 2, option số 1 đó là purchase mua hoặc là mình mang cái xe mình đi mình trade cho một cái chỗ khác, mình mua một cái xe khác, cái đó là option số 1. Đó, thì cái người mà họ 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 sang xe đó bạn lease đó, thì gọi là lessee, ok? Thì cái đó là cái mà cô muốn chia sẻ ở đây. Option số 1 là mình có thể mua hoặc là mang cái xe của mình đi mua một cái xe khác gọi là trade in đó các bạn ha. Option thứ hai đó là mình có thể trả xe lại nhưng mà phải qua những cái giai đoạn kiểm soát và đánh giá coi cái xe hiện sau 24 tháng nó có bị hư hại như thế nào. Nó có những cái kế tiếp là cái họ sẽ xem xe được cho cái giá xe tùy theo mỗi xe ha các bạn. Trước 60 ngày sau khi trước 60 ngày mà sau khi cái đáo hạn cái hạn 24 tháng nó hết á thì nhà băng US Bank họ sẽ liên lạc với mình để mà coi như mình muốn mang xe để mà kiểm soát không thì nó có một cái những cái địa điểm mình có thể mang tới free inspection. Họ sẽ giám sát, họ là định định giá cái lúc đó là xe như thế nào, bao nhiêu tiền này kia đó các bạn ha. Cái này là cái gọi là cái vehicle inspection. Thì nhà băng họ sẽ liên lạc với lại những người chủ xe để mà định giá cái xe. Nếu mà mình đi quyết định nếu mình mua theo dưới đây mình mua luôn á thì nó có một cái là residual cái giá để mình phải mua luôn cái xe. Thì theo như Michael biết đó là sau 2 năm thì cái xe mình nó sẽ còn là bao nhiêu đó, như chiếc VF8 Plus hiện giờ City Edition là còn lại khoảng chừng gần 38 ngàn đô. Cái đó nếu mà mình quyết định mua luôn cái xe thì mình một là mình trả luôn, hai là mình có thể là mua mà với lại một cái những cái tiền hàng tháng trả, thì cái đó là một cách. Hai đó là mình có thể là mình trả cái xe thì họ sẽ mang cái xe vào và họ sẽ cân nhắc coi xe hư hại như thế nào, cái giá xe lúc đó nó còn là bao nhiêu đó. Thì nếu mà mình chạy cái mile mà mình chạy nó dưới hay là trong cái khoảng này thì là mình ok đó. Như các bạn biết là có một số những khách hàng mua với cái gói là chạy 15.000 mile cho một năm thì cái tiền hàng tháng là khoảng chừng 500 mười mấy đồng cộng với lại thuế luôn là ra khoảng chừng 550. Cái đó là cái khác biệt giữa người 15.000 mai cái gói 15 và 17.500 các bạn ha. Đó cái này là cái Michael chia sẻ. Rồi. Thì lúc mà nhà băng US Bank họ mang xe vào, họ kiểm soát thì họ sẽ nhìn ở bên trong có xe có bị stain là bị những vết dơ không, bị rách không hoặc là bị cháy không đại khái, và phía ngoài thì có bị chày chùa này kia hay là bị móp méo hay là bị dent hay là bị móp là các bạn ha, dent hay là những cái lỗ làm cho nó nếu nó có cái lỗ mà hay là những cái dent mà nó lớn hơn 2 inches thì họ sẽ tính như thế nào, mà dưới 2 inches thì ok đại khái vậy đó. Thì họ sẽ nhìn phía ngoài xe. Kính xe có bị nứt không, bánh xe mòn như thế nào, có mòn thật là dễ sợ không, cần phải thay không. Đương nhiên là bánh xe là phải thay phải phải mòn nhưng mà họ cho tới một cái kích thước như thế nào thì cái đó là cái bánh xe. Còn về vấn đề cơ khí và điện này kia có bị có mang vào cho kiểm tra theo thời hạn không, là có những record đó các bạn ha, hoặc là thiếu bể hay là những cái xe bị bể kính chiếu hậu hoặc là bị thiếu missing thiếu đó các bạn, mà tháo ra một lý do nào họ tháo ra thí dụ vậy. Cái mileage
wear and tear, là coi như là nếu mà xe chạy nhiều quá cái mileage đại khái thì nó có thể tính thêm tiền. Nếu mà chạy trên 7.500 mile hoặc chạy trên 10.000 mile thì họ tính theo cứ thế họ nhân lên thôi. Nhưng mà cô đã chia sẻ trước đây, bánh xe hoặc là những cái bị chày chùa này kia, cái chiều sâu nó bị sâu thật sâu, hoặc là bị ai rạch vào cửa xe, thì hoặc là có những cái giống như vậy đó các bạn ha. Các bạn thấy không nào, thread depth gauge là coi như là cái độ sâu của những cái độ sâu đó, thì có nhiều cái nó sâu quá này kia thì họ cần phải làm lại, sửa lại, thì nó cái đó sẽ tốn tiền, mình có thể là bị phải trả một số tiền để mà cho họ họ bảo trì lại cái xe trước khi họ bán ra trở lại thị trường. Excess wear and use, có những cái họ sẽ cho mình trừ đi bình thường thôi đó các bạn ha. Nếu mà xe nó bị những cái bình thường mà mòn hay là bị mòn hoặc là bị coi như qua thời gian lâu, nó sẽ bị những cái bình thường, excess wear and use normal bình thường, thì là bình thường không có phải bị phải trả thêm. Thì cái những cái này là những cái mà trên cái hợp đồng mình muốn xe lease xe ha các bạn. Thì sau một thời gian 2 năm thì xe đương nhiên là chạy là phải có cái giá xe, lúc mà họ giám định xong rồi họ sẽ cho cái xe mình bao nhiêu tiền, đó là cái cơ quan, cái chỗ inspection họ sẽ cho mình một cái hóa đơn, rồi hóa đơn đó sẽ đi về họ sẽ ở nhà băng, họ sẽ có, và từ đó nhà băng họ sẽ tính là cái tiền mình còn thiếu lại là bao nhiêu, hoặc là mình không, mình chỉ trả cái chìa khóa. Lúc mà trả xe thì cần phải họ cần có những cái chìa khóa nè, xe những cái gì mà đi theo xe, cable này kia đó các bạn ha, charging cable. Nếu mà có những cái đó thì mình cần phải để lại chỗ cũ, giống như là mình mướn xe đó, cho nên nếu không thì mình sẽ bị họ trạc tính thêm tiền những cái món đó đó. Cái này là những cái mà Michael muốn chia sẻ với các bạn, đây là cái chi tiết của lúc mà trả xe thì mình cần phải làm những điều giống như vậy, mình phải kiểm tra xe. Do đó lúc mà mình các bạn mướn xe bất cứ một công ty nào mình mướn xe thì mình make sure là mình phải giữ xe cho nó kỹ, không có để bị giống như là bị hư hại nhiều lúc mà các bạn trả xe thì cái xe bạn không có giá trị ha. Rồi. Cảm ơn các bạn đã đến với Michael Huỳnh Official 2022 channel một lần nữa. Xin các bạn bấm like, share và subscribe để Michael có thêm động lực làm những cái video khác tương tự như vậy hoặc hay hơn. Xin comment phía dưới nếu các bạn muốn xem bất cứ một cái đề tài nào cuộc sống Mỹ đời thường, Mỹ Việt đời thường, Michael sẽ ráng review và làm theo số nhiều.